Bồ Tát Địa Tạng thị hiện trong mộng. Thanh Hà, mùa hạ năm trước, tôi theo mẹ đến Trung Bộ thăm bà dì đã lâu không gặp. Mới vào cửa đã thấy trước nhà khách đặt trước chính giữa thờ hai thánh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, khói hương quyện bay, không khí thật trang nghiêm. Tức chắp tay cùng kính hướng Bồ Tát vái chào, trong tâm vui mừng vì bà dì đã biết kính lễ Bồ Tát. Lễ xong tôi mới hỏi dì đang ngồi trên ghế: "Thưa dì, dì quy y Tam Bảo lâu chưa?" Dì vui vẻ mỉm cười trả lời: "Đúng là cảm tạ mười phương Bồ Tát gia hộ. Nếu như không cùng với Phật có duyên thì mạng già của tôi đã sớm vào địa ngục rồi." Tôi không hiểu ý gì, mới đem mối nghi này hỏi dì: "Vì nhân duyên gì khiến bà quy y Tam Bảo vậy?" "Chắc vài năm trước đây dì đã có một chuyện biến sớm." Dì tôi đăm đăm nhìn thánh tượng Bồ Tát nhớ lại và kể: "Chuyện đã cách đây vài năm, ta đến nhà một người bạn để thăm viếng, thấy nhà bà ấy có một bức tranh hình Địa Tạng Bồ Tát, trong tâm rất là vui sướng, không tự chủ được, ta đã chắp tay lễ bái, việc sau đó thế mà ta quên mất rồi." Dì nói tiếp: "Cứ mỗi năm, bất luận là lễ vía vị thần linh nào, chúng ta đều giết hại rất nhiều sinh vật để cúng tế. Cách đây 2 năm, ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày sinh nhật mộ tổ Thánh Mẫu, tất cả mọi nhà đều giết hại sinh vật cúng tế. Nhà ta là nhà phú hộ, lại là tín đồ thuần thành của mộ tổ, đương nhiên giết rất nhiều gà vịt so với nhiều nhà khác biện 20 mâm trên bàn, cùng với rau thơm làm yến tiệc, mời bằng hữu quyến thuộc. Trong tâm thần hưng phấn nghĩ rằng những bạn bè quyến thuộc về dự tiệc đều biết rằng nhà ta là tín đồ cố thành ý, mộ tổ ở trong cõi u minh sẽ bảo hộ cho nhà ta. Mọi người hưởng thụ tận tình, ăn rất nhiều, chẳng phải để tâm. Đại khái đến hơn 8 giờ, khách mới về hết. Ta vì lo cho khách, kêu trên gọi dưới, bận rộn cả ngày thật là mệt quá sức, liền lấy nước nóng tắm rửa, sau đó lên giường nằm nghỉ, nhưng chẳng biết vì sao chẳng ngủ được, cứ lăn lại. Lúc ấy đã là nửa đêm, có tiếng sấm nổ rất lớn, tâm ta bỗng nhiên hoảng sợ. Trong lúc mơ màng, cảm thấy trong phòng tràn đầy mùi máu tanh, lại giống như nghe đủ thứ tiếng kêu oan của gà vịt ngỗng, từng đợt đi thẳng vào tai ta. Ta cảm thấy khó thở, muốn nôn mửa, muốn kêu mà kêu không ra tiếng, toàn thân cảm thấy tê liệt, xoay chuyển khó khăn chẳng biết làm sao, bất giác đi vào hôn mê. Sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, tứ chi bãi hoải, cử động không được, hai mắt thấy tối đen, sắc mặt xanh xám giống như bị một cơn bệnh nặng, nằm trên giường mơ màng không tỉnh, hơi thở khè khè. Trong giấc mơ, ta giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy tối thẳm, ta kinh hoàng sợ hãi, gào khóc thảm thiết. Đột nhiên từ nơi miệng hố sâu có một đạo hào quang vạn trượng chiếu thẳng xuống thân ta, khiến ta hết sợ hãi lại được an ổn. Có một vị mặt đẹp như trăng rằm, thân mặc áo cà sa như người xuất gia, từ hào quang giáng hạ, nắm chặt lấy tay ta cứu ta ra khỏi hố sâu. Theo vị sa môn, ta đi đến một nơi thông thoáng, rực rỡ. Vị ấy nhẹ nhàng bảo ta: "Ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vài năm trước đây, ngươi ở nhà bạn bè cung kính lễ bái ta. Ngươi vì mang tội sát sanh, các loài sinh vật tìm người thường mạng, nhưng vẫn chưa đủ. Sau khi chết, bị đọa địa ngục, chịu vô lượng thống khổ. Nhưng vì ngươi đã chí thành đảnh lễ thánh tượng của Bồ Tát, được sự cảm ứng nên không đọa địa ngục, chịu các quả báo. Hiện tại ngươi được miễn tội ở thân, bắt đầu từ hôm nay nên chí tâm sám hối tội nghiệp, đừng tạo sát nghiệp, phải từ bi với chúng sanh, rộng thực hành bố thí, hành thiện để tích phước." Nói xong ngài biến mất. Tỉnh lại, ta đem tình hình trong mộng kể lại cho mọi người nghe, ai cũng nửa tin nửa nghi, chẳng biết là thật hay giả. Chỉ thấy là ngày hôm qua ta bệnh rất nặng, nay như từ cõi chết sống lại, có thể nói thật là kỳ tích. Sau đó, ta đến chùa xin quy y Tam Bảo, thỉnh thánh tượng, Địa Tạng Bồ Tát về thờ tự. Mỗi ngày sớm tối đều lễ bái xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, mỗi tối tụng một quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, hồi hướng cho các chúng sanh bị giết hại, sớm có ngày thoát sinh cõi thiện lành, và từ đấy không còn nuôi và giết hại sinh vật. Ta thường hay cúng dường Tam Bảo,
nghe học Phật Pháp, in ấn sách vở Phật giáo, chánh tín rộng kết duyên với Phật, không làm các việc ác chỉ làm các việc lành, đồng thời luôn khuyên người hành thiện. Một nhà lớn nhỏ sống với nhau hạnh phúc, được tặng danh hiệu gia đình mô phạm, trở thành đối tượng được hàng xóm hai bên ưa thích và học hỏi. Ta thật rất vui sướng nhưng cũng thật hổ thẹn. Kể đến đây, dì tôi cao hứng đến nỗi không ngậm miệng được. Tôi nghe đích thân dì kể lại sự thật mình đã trải qua và Bồ Tát Địa Tạng ứng hiện trong mộng để khuyên 10 giới sát, khiến tôi tự nhiên sinh tâm kính sợ. Tại đây, xin khuyến cáo vợ chồng chủ các gia đình không nên sát hại sinh vật để cúng tế. Nếu không, thì những chúng sanh bị sát hại sẽ có ngày theo đòi mạng, rồi một ngày khác đọa xuống địa ngục chịu các khổ báo. Như quả không có lời để kết duyên với Phật Pháp, làm thế nào bạn có thể cầu xin Địa Tạng Bồ Tát đến cứu vớt cho bạn đây? Chép từ Nhân Thừa Phật Phán, quyển 2 kỳ 1, ngày 10 tháng 10 năm 1969. Ha ha ha,